Iran toàn thắng cả hai trận đấu tại bảng C của ASEAN Cup 2023 và chính thức có vé đi tiếp vào vòng 1/8. Dù vậy, họ vẫn còn đó nhiệm vụ bảo vệ ngôi đầu bảng khi đây là vị trí sẽ giúp họ tránh chạm mặt những đối thủ đáng gờm đứng đầu vòng bảng. Theo tính toán, thầy trò huấn luyện viên Galenoe chỉ cần một điểm ở trận đấu cuối cùng vòng bảng trước UAE là đủ điều kiện giữ ngôi đầu bảng. Dù vậy, nếu nhìn vào đẳng cấp và phong độ thực tế, đội bóng đang xếp thứ hai châu Á Iran tự tin sẽ giành trọn 3 điểm ở trận đấu tối nay. Bên kia sân, UAE cần một điểm để chắc chắn có vé đi tiếp. Nên biết, họ đang đứng ở vị trí thứ hai với 4 điểm và tạm thời hơn đội xếp thứ 3 Palestine khoảng cách điểm số của một trận thắng. Theo dự đoán, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng với UAE bởi họ hoàn toàn lép vế trước Iran về thành tích đối đầu. Tính từ năm 2006 cho tới nay, UAE chỉ có được 2 trận hòa và thua tới 9 lần ở 11 trận đối đầu trước Iran tại mọi đấu trường tham dự. Trong đó, UAE toàn thua cả 2 trận đấu chạm mặt Iran tại đấu trường ASEAN Cup. Rõ ràng, UAE không phải tập thể có thể tin tưởng. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 0-3/4. Iran thắng kèo 3 trong số 4 trận đối đầu vừa rồi trước UAE. Lúc này, Iran là đội bóng đáng tin khi thắng kèo tới 8, hòa 2 và thua có 2 kèo ở 12 trận đấu vừa qua có cược chấp châu Á. Trong khi đó, UAE vừa để thua kèo tới 3, hòa 3 ở 8 trận đấu gần nhất, chọn Iran. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 2-1/4. 9 trong số 11 trận đối đầu vừa qua giữa Iran và UAE có không quá 2 bàn trên trận. Trận đấu mới đây của Iran chỉ có 1 bàn thắng được ghi. Giới đầu tư cần biết, 10 trên 15 trận đấu gần nhất của UAE có tỷ số xỉu 2-1/4. Chọn xỉu.